Hôm ấy vào ngày Sa-bát, Đức Giê-xu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy mới nói với Đức Giê-xu: Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát. Người đáp: Các ông chưa đọc sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiếng. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng ngày Sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sa-bát.